kênh Thời sự và Giải trí xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi tính nhân bản trong một nền giáo dục giả dối đến tột độ. Sau đây là nội dung chi tiết. Lễ bế mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021 được Bộ Giáo dục và Đào tạo Tổ chức ngày 27 tháng 3 năm 2021, có 12 bài thi công trình khoa học kỹ thuật đạt giải nhất của học sinh phổ thông nước Đại Việt ta. Có 91 dự án đoạt giải thưởng trên tổng số 141 dự án dự thi, chiếm 64,5%. Trong đó có 12 giải nhất, 19 giải nhì, 26 giải ba và 34 giải tư. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao tặng 30 giải triển vọng. Và đây là 12 công trình khoa học kỹ thuật đạt giải nhất. 1. Vi tảo biển nguồn thức ăn tự nhiên giàu dinh dưỡng cho ấu trùng ngao dầu. Phổ thông trung học Việt Đức và Phổ thông trung học Chu Văn An Hà Nội. 2. Thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng bàn tay cho bệnh nhân di chứng hậu đột quỵ. Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong thành phố Hồ Chí Minh. 3. Nghiên cứu phân lập các hợp chất ức chế tăng sinh tế bào cơ trơn động mạch chủ và hoạt hóa NOS trên tế bào ECV 304 từ một số bài làm thuốc thuộc chi volorum định hướng phòng và điều trị sơ vữa động mạch. Trung học phổ thông Ngô Quyền và Trung học phổ thông Nguyễn Trãi Hải Phòng. 4. Thiết kế chế tạo giám sát và quản lý học sinh trong nhà trường, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Victoria Đắk Lắk 5. Cải tiến Pentit Polybia MPL để ứng dụng trong điều trị ung thư, Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn và Trung học phổ thông Hàm Rồng Thanh Hóa. 6. Nghiên cứu điều khiển quá trình phân giải thuốc bọc trong Alginet chứa nano oxit sắt từ, Trung học phổ thông, Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, Đại học Sư phạm Hà Nội. 7. Nghiên cứu định danh loài sinh vật trung gian và trực tiếp gây viêm Ngoại tử vết thương trên da người ở vùng nông thôn huyện Mỏ Cầy Bắc, tỉnh Bến Tre và định hướng giải pháp trong phòng trị hiệu quả cho người dân. Trung học phổ thông Nguyễn Đình Triều, Bến Tre. 8. Cánh tay robot cho người khuyết tật liệt cơ tay toàn phần. Trung học phổ thông Hàn Thuyên, Bắc Ninh. 9. Giường bệnh thông minh hỗ trợ cho người mất chức năng vận động tay chân sử dụng tại nhà. Trung học phổ thông Hoa Lư A, tỉnh Ninh Bình. 10. Cảnh báo sớm các rủi ro trong môi trường nuôi tôm bằng trí tuệ nhân tạo, Trung học phổ thông Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh. 11. Kích thích tư duy toán học thông qua hệ thống bài tập hình học và trò chơi được thiết kế bằng phần mềm Scratch, Trung học phổ thông Nguyễn Tri Phương, Thừa Thiên Huế. 12. Khó khăn tâm lý trong việc học tập trực tuyến của Trung học phổ thông trước yêu cầu đổi mới hình thức dạy học, Trung học phổ thông chuyên Lào Cai, Lào Cai. Một người quen có kể, một năm được một người nhờ vả và, và hướng dẫn một cháu ở tỉnh vùng núi phía Bắc là một đề tài về xã hội học. Mẹ cháu muốn có một giải nào đó để cháu được dễ dàng xét khi xin học bổng cho cháu khi đi du học. Với đà này thì vài năm nữa sẽ có những kiểu đề tài như là radar mảng pha thế hệ mới để bảo vệ chủ quyền tổ quốc, phương án tối ưu giải quyết tình trạng nhiễm mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, mới thấy tiến sĩ lu bị dân chửi là đúng lắm ý tưởng dùng lu để chữ nước mưa chống lụt xứng đáng là đề tài của các cháu mẫu giáo khi các cháu không thích dùng bỉm con cái chúng ta giỏi như thế này thì học làm gì nữa không trách các cháu không trách thầy cháu trách cả ban giám khảo và trách cả cái bộ giáo dục đào tạo này cần phải dẹp cái trò giả dối này ngay lập tức thì việc đó có hại cho các cháu. Trong số 12 đề tài khoa học kỹ thuật này, ai giải quyết được dù chỉ một đề tài cũng xứng đáng được trao giải thưởng Nobel. Một nền giáo dục tận cùng của sự giả dối, của sự mạt hạng, từ những học sinh giỏi được thừa sẵn này, chúng sẽ thành hồng phúc của cha mẹ. Và lớn lên, chúng sẽ trở thành nũ công bộc, chỉ biết hút máu của dân là mục đích sống nhân bản trong giáo dục. Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ tới một phương diện tối quan trọng của triết lý giáo dục, đó là hai chữ nhân bản. Yếu tố nhân bản phải thể hiện chi phối trong mọi tinh thần, chỉ đạo, chính sách, hành động, cử chỉ, phương pháp, tài liệu. Tinh thần nhân bản phải làm nền cho tất cả từ xây dựng trường học, phải nghĩ đến chuyện giáo viên sẽ sử dụng nó ra sao, học sinh sẽ học tập thế nào. Từng cuốn sách, hệ thống học liệu cho đến kết quả của quá trình giáo dục, từ dụng cụ nhỏ cho đến hệ thống thiết bị đều phải lấy việc phụng sự con người, cho con người, phát triển con người làm gốc rễ. Lần đầu tiên, thấy một quan chức cấp bộ trưởng của Việt Nam phát biểu rất rõ ràng logic, đủ ý về một chủ đề lớn Ông cũng là nhà quản lý đại học hàng đầu Việt Nam khi đưa Đại học Quốc gia Hà Nội, một trường có đầu vào trung bình thành một trường có chất lượng đào tạo tốt ở các tổ chức giáo dục xếp hạng. Ở góc độ một công dân, bố của ba bé con khi nghe nói ông nói về nhân bản trong giáo dục, tôi chỉ mong ông làm được những việc cụ thể như sau. 1. Giảm tải chương trình giáo dục cho học sinh cấp 1 cấp 2. Sao cho trẻ chỉ học 6 buổi trên tuần, còn lại 8 buổi cho trẻ học và chơi thể thao 4 buổi ở trường, 4 buổi ở nhà học các kiến thức đời sống từ gia đình. 2. Xây dựng được cho tất cả các cấp 1, cấp 2 của Việt Nam có một thư viện đầy áp những sách truyện về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, mở miễn phí cho cả ngày cho trẻ đọc. 3. Xây dựng được cho tất cả các trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 ở Việt Nam có khu vui chơi thể thao thể chất gồm tối thiểu các hạng mục sân đá bóng, sân tập võ, bể bơi, khu đồi tập leo trèo thể lực. Riêng trường cấp 1 cấp 2 bắt buộc phải có sân cát cho trẻ vật lộn. 4. Bỏ ngay chế độ hộ khẩu trong trường học để con của tất cả các gia đình chưa có hộ khẩu được nhập học bình đẳng với các gia đình có hộ khẩu xây dựng trường cấp 1, cấp 2 ngay gần các khu công nghiệp để con công nhân được học bình đẳng như dân địa phương, được ở gần bố mẹ, giảm việc cho bố mẹ công nhân phải bỏ con ở quê cho ông bà, sẽ là một thế hệ lớn nếu thiếu tình thương và kiến thức từ bố mẹ. 5. Hỗ trợ tối đa về học phí, trường học, chuyển trường, bảo hiểm y tế cho các con gia đình công nhân phải rời quê đi sinh sống và làm việc ở các trung tâm công nghiệp gia luật coi việc học của các gia đình công nhân cũng quan trọng như việc kiểm soát nước thải khí thải trong khu công nghiệp. 6. Xây dựng mới các trường miền núi tranh vách thành kiên cố đẹp đẽ ngay trong nhiệm kỳ. 7. Cải cách việc học tiếng Anh theo hướng nghe và nói nhiều với thầy Tây qua internet. 8. Giảm tải kiến thức môn toán, lý, hóa, sinh, văn cho tất cả các bậc phổ thông. 9. Ở các trung tâm kinh tế trọng điểm đất nước như Bắc Bộ, Nam Bộ, cần phải xây dựng khu vực vui chơi, rèn luyện kỹ năng nghề trong các trường cấp 2, cấp 3 như nước Đức đang làm. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung tính nhân bản trong một nền giáo dục giả dối đến tột độ. Nguồn tin tổng hợp đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.